Tiếp theo, thưa quý vị, sẽ là một bài mà được coi là một trong số những bài hát hay nhất dành cho thiếu nhi. Thế mới kinh. Tức là bây giờ mình đi ra nước ngoài. Đúng rồi. Thì mình lại quay trở lại Việt Nam và trở lại với tuổi thơ. Bài hát này rất hay. Và đó là ca khúc mà tôi tin rằng là mọi người cũng thích cùng với tôi. Đấy là bài Đưa cơm cho mẹ đi cày của tác giả Hàn Ngọc Bích. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, bát cơm trên tay em đi được cơm cho mẹ em đi cày. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời chưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng mà để cho con chăn hở chăn. Bài hát cực kỳ đáng yêu. Và chắc chắn là bài hát này nhắc nhớ chúng ta rất nhiều những kỷ niệm của tuổi ấu thơ. Anh nhỉ? Tôi thích ca khúc này lắm. Và tôi thích từ khi hồi bé tôi vừa quét nhà vừa nghe đài. Và đây là bài hát nó rất là trong sáng. Và cái bài học trong đó nó không bị, như mình gọi là không bị khiên cưỡng. Mặt trời lên rực rỡ, gió lùa tóc em bay, giỏ cơm trên tay em đi đưa cơm cho mẹ đi. Trời ơi, nói thật là một ca khúc mà đầy hình ảnh
một ca khúc mà rất đẹp, cực kỳ trong sáng mà giai điệu cũng rất tuyệt vời. Đây là một trong những bài hát thiếu nhi mà tôi thích nhất. Nhắc lại những kỷ niệm của thời ấu thơ ở Phú Thọ. Vâng. Anh ở đó trong bao nhiêu lâu ạ? Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc bởi tôi có một tuổi thơ đẹp. Tôi có một tuổi thơ đầy vất vả, đầy nhọc nhằn, nhưng cái vất vả nhọc nhằn đấy là cái mặt bằng chung của cuộc sống lúc bấy giờ. Tuổi thơ đẹp bởi vì tôi được bên cạnh cha mẹ, được các anh chị là chỉ bảo, được chơi những trò chơi dân gian, được nghịch ngợm, được sống thỏa thuê đúng có những ngày hè, được đi bắt cua, bắt cá, lấy rau lợn, vân vân. Dạo này thì đỡ, các cháu nó lớn rồi, nhưng ngày xưa khi các cháu còn bé, khoảng lớp 7, lớp 6 trở về trước, là cứ thỉnh thoảng lại sang nằm cạnh bố và bảo bố ơi bố kể chuyện ngày xưa đi. Bởi vì tôi kể chuyện ngày xưa, tôi đắm mình vào trong cái không gian đấy, và tôi muốn các con tôi cũng được đắm mình trong cái tuổi thơ tuyệt vời mà tôi có được. Mà nhất là bây giờ trẻ con không có được cái tuổi thơ giống như mình ngày xưa anh nhỉ? Không có cái ngày xưa ấy với những cái kỷ niệm đá bóng thả diều. Tức là người lớn ấy, trải qua những gì mà mình cho rằng tốt đẹp thì mình luôn mong muốn thế hệ tiếp theo được trải qua những điều đấy. Nhưng mà tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó là không công bằng. Bởi vì các cháu bây giờ sống trong thời buổi bây giờ, sống trong cái giai đoạn bây giờ, các cháu có tuổi thơ kiểu tuổi thơ của các cháu. Mình không có. Và mình cũng không thể bắt các con ơi tuổi thơ bố đẹp lắm, các con phải có tuổi thơ giống bố. Đấy là mình mong muốn. Biết đâu các cháu nó cũng bảo là ôi tuổi thơ của con đang đẹp lắm, thật không may cho bố là bố không có. Và có một điều bây giờ tôi cho rằng là các cháu thực sự thiếu. Người ta nói rằng là những lời ru của bà, những lời ru của mẹ là những nốt nhạc đầu đời để gieo vào trong đầu trẻ thơ giai điệu của quê hương, tình cảm của dân tộc. Đó là sức sống, đó là hơi thở. Và nếu như bây giờ không có những lời ru đó nữa thì các cháu lại cảm nhận theo một cách khác. Mà cái cách đấy thì càng ngày càng làm mai một đi những giá trị tinh thần tốt đẹp của ông cha. Thì đấy là những điều mà tôi đang thấy tiếc.